Hey, xin chào các bạn. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu các bạn về cái Flybay. Thật sự là chúng ta cũng nghe nói về anh hướng dẫn về IoT rất là nhiều lần rồi. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn về cái mà chúng ta có thể là cập nhật cái dữ liệu từ cái phần cứng của mình là con ESP8266 hoặc là con ESP32 lên cái server của Flybay. Hoặc có thể là mở rộng hơn nữa là chúng ta có thể thiết kế những cái phần cứng nào đó để cập nhật để dữ liệu lên Flybay hoặc là dữ liệu về ha. Thiết lập những cái điều gì đó mong muốn của mình trong một cái ứng dụng IoT hoàn chỉnh hoàn thiện thì cái này nó còn rất là dễ nhưng mà cũng có rất là nhiều người không biết, thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì bây giờ ở đây đã gồm hai, đối với Firebase này á, thì ở Firebase cái mà chúng ta đang dùng đối với cái anh đang hướng dẫn này là chính là Firebase Real Time, thì mình sẽ dùng con ESP8266 hoặc là con ESP32 đây để mình đẩy dữ liệu lên một cái trường nào đó trên Firebase. Và gì thì mình sẽ lấy dữ liệu về để mình hiển thị hay là mình cài đặt cái gì đó vân vân ha. Ở đây là cái mô hình đó. Hai con này giống nhau, còn đều đều là 32 bit hết ha. Tất nhiên là con ESP32 nó phải mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với con ESP8266 rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ mở, đầu tiên chúng ta sẽ mở cái Firebase lên. Đây là mở một cái chúng ta mở cái trình duyệt web của mình lên. Các bạn mở vào cái console, các bạn gõ console firebase.com đây, console firebase.com ha. Đó. Thì sao? Thì chúng ta sẽ đầu tiên anh sẽ làm một cái project mới hoàn toàn luôn nha. Anh add project đó. À, chúng ta sẽ đặt tên cho project mình gọi là vrspace ha. Đặt tên thôi ha. Đó, demo ha. Đó. Anh đặt tên project mình chọn vào continue rồi mình chọn gì? Continue tiếp tục. Ở đây chúng ta chọn một cái này cũng được, default rồi đợi nó khởi tạo project ha. Đây là cái bước khởi tạo project. Chúng ta dùng cái email của mình là được rồi. Cái email đây là cái Gmail, tạo cái thành Firebase này là của thành Google, mình dùng cái email Google nó lợi thế à. Đó. Chúng ta đang đợi nó khởi tạo đó. Rồi bấm continue ha, rồi ha. Nó sẽ dẫn mình đến cái bộ rất mới khởi tạo ha. Của chúng ta là chính là gì đây? Chúng ta cái trường mà chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu lên hoặc chúng ta lấy về ở đây là mình dùng là gì? Firebase Real Time. Cái Firebase nó là miễn phí với một cái dung lượng nhất định nào đó. Nhưng mà dung lượng này lớn lắm, khoảng tầm 10 GB. Mình click vào Create Database đúng không? Đó. Mình net luôn ha, mình chọn vào gì? Mình chọn vào Start in Log Mode ha. Enable luôn. Đó. Như vậy là chúng ta đã có cái Firebase thành công đúng không? Bây giờ mình muốn ghi được cái dữ liệu mình vào trong cái Firebase này đó, thì mình bắt buộc mình phải đi vào cái trường ruler này đó, cái trường mình phải mở lên, mình sửa chữ read là gì, đọc và ghi đúng không? Ruler nha, cái chữ for là mình sửa như true ha, nó cho phép đọc ghi ha. Đó, ok, rồi mình bấm shift publish, bấm dismiss. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái gì? Như vậy là chúng ta đã có được đúng không? Cái Firebase cấu hình đã xong. Bây giờ là mình tập trung với cái gì đây? Ở đây là anh có sẵn một con gì? ESP8266 nha, thấy chưa? Đó ha, anh dùng sẵn luôn nha. Chấm vào luôn. Anh chấm vào rồi đó thì để ha. Thì bây giờ anh sẽ lấy cái code đây, đầu tiên là gì? Anh sẽ khởi tạo một cái gì đây? Đầu tiên là chúng ta phải cài cái Firebase này vào trong cái gì? Trong cái trình lập trình Arduino của mình mở cái Arduino lên, Arduino IDE lên nha. Đó, ta mở lên ha, ta mở là có được cái này đúng không? Mình vào tool, mình đặt tên một ha, đặt tên server đúng không? Đó, đặt tên ha, đặt tên mình lưu desktop ha, bài giảng ha, ok. Phim đặt tên nó là gì đây? IoT đúng không? Đây. Phim đây. Firebase. Ok, rồi ha. Cái con chip của chúng ta dùng ở đây là con chip ESP8266, cho nên chúng ta phải vào gì, vào tool ha. Ở chúng ta vào tool, các bạn tìm hiểu về cái bài cài đặt ESP8266 đúng không? Các bạn chọn vào gì? ESP8266 đúng không? Đó, 1.0 nha. Đó.
Tiếp tục là gì đây? Mình thấy ở đây là mình chọn là AP256 đúng chưa? Ok, cái bọt này mình chọn con 28 đúng không? Mình click vào driver, mình click vào driver đúng chưa? Mình đều vào driver manager này. Chúng ta click vào đây, con mình chọn ở cái con AP256 này của anh nó dùng là cộng com số bao nhiêu? Com số 28 đúng không? Ok. Rồi, tắt đi ha. Bây giờ là gì nữa? Bây giờ là gì ha? Bây giờ mình vào chỗ gì? Vào structure, vào chỗ mình vào chỗ gì structure này, vào chỗ gì đây, glue library ha, mình vào chỗ manage library ha, để mình add cái thư viện Firebase vào ha. Đó, để chúng ta add cái thư viện Firebase vào. Mình chọn nó gì đây ha, mình chọn nó cái thứ một là gì, Firebase gì đây, Firebase AP8266 client đúng không, ở chúng ta mới dùng AP32 thì chọn gì, AP32 client đúng không, đó. À, anh đã có đúng chưa? Đó. Anh cập nhật cũ đó, cái cũ đó anh cập nhật luôn ha. Thôi khó cập nhật đi, vậy đi ha. Ok. Lưu ý các bạn đang xài ở nhà rồi, bây giờ mình sẽ làm ha. Hay con chip của chúng ta là con chip Wi-Fi mà muốn cập nhật dữ liệu được lên cái server tất nhiên là phải có nối Wi-Fi đúng chưa? Thì chúng ta làm chúng ta phải đặt tên Wi-Fi ha. Đó. Đầu tiên chúng ta dùng chip AP256 đúng không? Thì mình phải khai báo trong này đúng không? Đó, trong này mình phải có gì đây, đúng chưa? Đó. Đó. Có thể là mình vào cho file example này mình coi ha. Tại vì cái máy anh đã bị lỗi làm sao nó không có coi được cái được coi đó ha. Mình có chưa? Mình có thư viện AP256 đúng không? Đó rồi, tiếp tục là gì? Mình đặt cái thư viện Firebase vào, đúng chưa? Đây cái thư viện Firebase vào. Đó là tên chip đầu tiên là tên chip, nó giống những dòng vi điều khiển khác thôi đúng không? Đó. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái thư mình muốn dùng Firebase thì mình phải kẹt thư viện JSON này vào, đúng không? Cái thư viện JSON này chúng ta vào đâu? Cũng vào file structure đúng không? Đó. Cũng vào include này, mana library này, add nó vào, cũng mình gõ chữ JSON đúng không? Đó nó ra ha, anh chỉ các bạn từ người không biết luôn, JSON đúng chưa? Do JSON ha. Đây của anh đang cài bản rồi nhiêu đây? Của anh đang cài cái bản này là 6.18 ha. Ok rồi. Đó, bây giờ là gì đây ha? Đúng không? Đó. Thì bây giờ chip mình có nó wifi thì tất nhiên mình phải khai báo nó là cái tên wifi và mật khẩu wifi ha. Ở đây là mình dùng cái wifi cố định. Thì mình khai báo tên wifi và mật khẩu wifi đúng không? Đây là tên wifi define. Cái này là tên wifi đúng chưa? Tên wifi. Tên wifi của mình là gì thì mình sửa như thế này ha. Tiếp theo là cái mật khẩu wifi của mình. Ở đây mình phải đó là cái mật khẩu wifi của anh đây đúng không? Đó trong trong mặt nháy này là mật khẩu wifi đúng chưa? Tiếp theo là gì đây ha? Đúng chưa đó? Bây giờ mình muốn có bây giờ đầu tiên là gì ha? Mình sẽ làm gì? Mình thử cái đầu tiên là gì ha? Tiếp theo là gì? Đó tiếp theo là cái này đúng không? Thì câu cú pháp này là cú pháp của thằng Firebase đây. Đó mình khai báo cái Firebase đúng không? Khai báo tên Firebase data wifi của anh đúng chưa? Ok đó. Cái này hình như không xài thôi. Ok rồi ha. Firebase JSON rồi. Tiếp theo là gì đây? Đó, mình có nguyên cái đoạn này bỏ vào, giải thích các bạn mà cho nhanh luôn nha. Đây. Đây là mình đầu tiên là mình kết nối wifi đúng chưa? Kết nối là kết nối wifi này, đúng chưa? Đây là dùng cái lệnh mình kết nối wifi. Rồi gì đây? Đây là lệnh kết nối Firebase xác thực là gì đây? Firebase host là địa chỉ Firebase này, cái đường dẫn nó Firebase, Firebase host là cái này này nha, cái đường dẫn Firebase này. Và cái mã mật đúng không? Mình đang thiếu cái này. Khai báo thêm Firebase host đúng chưa, đây đúng chưa, cái Firebase host này đúng không, cái Firebase host này là gì đây, là cái này, copy cái này vào sao chép nó, mình bỏ mất cái sẹt đi hết nha các bạn, lưu ý nha, Firebase host bỏ đi, bỏ sẹt hết đó. Ok, cái mã xác thực, cái mã xác thực cái này đúng không, là cái mã này ở đâu, chúng ta vào đầu chúng ta mở mở Firebase lên, click vào dấu cài đặt này thấy chưa, cái dấu cài đặt này click vào đây, chọn đó thì bộ project setting. Tiếp đến đi đến cái phần là gì, Service Account này đó. Rồi mình click vào Data Secret đúng không, sau copy nó dán vào đó, mình dán vào đây đúng không, ok dán vào đây. Như vậy là chúng ta đã có cái gì, như vậy là chúng ta đã có cái phần kết nối Firebase thành công xong rồi đúng không, đó đúng chưa, đó nếu nó kết nối, nếu nếu mà kết nối Firebase thành công á thì nó sẽ gì, cái đây là đây ha, nó thành công á. Rồi ha, thì đi vào đây mở lốp đúng chưa,
mình có thể mình mở một cái example trên này ha, mình coi mình phải mình lít một cái bất kỳ kỳ đi ha, mình chọn một cái bất kỳ đi, giả sử như bây giờ mình chọn là gì đây, wifi đi, nếu mình chọn là gì HTTP ví dụ ha, chọn một cái để mình lấy cái thư viện ở chính xác đây coi, bỏ đây đây mình có đây là có gì đây ha, mình có nguyên cái này luôn nha, đó tại chúng ta có thư viện cần nhớ làm gì đó. Ở đợi ha, ở đợi nên có nói wifi thành công thì nó mới có nói phải bay đúng chưa, rồi bây giờ tiến hành nạp code vào, lúc này là chọn bọt đúng không, bây giờ nạp vào đúng chưa, đó thì bây giờ mình in cái địa chỉ IP lên cho nên mình coi à, sau khi có nói wifi thành công thì bây giờ mình in cái IP ra đúng không, đây gì mình phải thông báo một cái tốc độ hiển thị trên cái monitor, mình chưa có thông báo đúng không, servo chấm bị đúng không, đó mình chọn nó gì đây 115.200 nha, tốc độ giao tiếp cái màn hình thôi lên xe được ha, 115.200 ok, thì bây giờ mình làm gì đây, mình kiếm một cái mình in ra đúng không, mình in cái này ra để mình nhìn nó dễ nha, ok mình in cái IP để cứ nói thành công ra để cho chúng ta nhìn nó dễ ha, đây đang copy để in ra, in cái IP này có nói thành công nữa đây ha, bây giờ nạp vào nha các bạn, nạp vào mình chọn cái dấu này mình nạp vào ha, để mà làm được cái này tất nhiên chúng ta phải biết một chút về những cái trước đã thì nó làm nó dễ dàng, nếu như mà chưa biết thì cũng được thôi nhưng mà làm hơi vất vả đó, ta đang nạp vào đúng không, đây là anh đang check kết nối với cái file bay, kết nối với file thành công hay chưa ha, rồi tiếp tiếp cái bước tiếp theo của mình là sẽ là gì, mình test cái file bay ha, mình nhận dữ liệu làm sao, mình gửi dữ liệu làm sao ha, các kiểu dữ liệu gì đó ha, từng bước nó sẽ hướng nha các bạn nha. Còn SP gì nạp hơi lâu, mà đợi tí. Nạp mình lâu nhỉ, giờ mình mở lên ha, mình mở lên á, mình nhìn ha, mở cái sơ đồ màn hình lên mình coi thấy chưa, mình sẽ thấy là gì đây, ở đây có nó wifi thành công rồi, có nó thành công thì nó mới lên được cái IP đúng không, thì bây giờ chúng ta làm gì à, mình sẽ thấy là gì, ông ta cập lấy dữ liệu đầu tiên mình sẽ làm gì, mình sẽ cập nhật dữ liệu lên file bay đúng không, rồi mình lấy dữ liệu lên file bay về đúng chưa, đó ha, đầu tiên là mình sẽ code một cái là gì đây ha, đó mình sẽ là gì à, mình sẽ cập nhật cái dữ liệu của mình là file bay đúng chưa, đây ha, à, giờ mà giả sử bây giờ mình cập cái nhà dòng nhập cái dữ liệu của mình là một cái kiểu gì, cái kiểu in chẳng hạn đúng chưa, đó rồi ha, anh à, sẽ bây giờ ở đây đúng không, anh sẽ cập nhật cái này đúng không, anh cập nhật cái gì lên, anh gọi anh ở à, lưu ý là cái trường path này đúng không? Nghĩa là cái path này là cái đường dẫn này thấy chưa? Cái đường dẫn này, đó, sâu dấu sẹt này. Đó, từ đây đúng không? Từ đây cái đường dẫn tới đây rồi mình mở lại cái file bay real time đi. Đó. Đó, sâu dấu sẹt này có nghĩa là sâu cái path này là sâu được nó dữ liệu nó trẻ dưới đây, nó nằm dưới đây đúng không? Đó, giờ nằm dưới bên này thì mình làm nói cũng chưa hiểu đâu nhưng mình làm thử rồi mình sẽ hiểu ha. Đây thì bây giờ đây đúng không, thì bây giờ mình sẽ cầm cái dữ liệu ra, mình để xử bây giờ mình tạo một cái trường, ví dụ như cái trường gọi là trường đệm, trường là gì, data chẳng hạn đúng không, tạo một cái trường data, mình giờ mình set mặc định vào mình thấy là gì, mặc định vào mình thấy là cái trường data chưa có đúng không, ví dụ bây giờ đúng chưa, mình nạp code vào là trong này nó có cái trường data chứng tỏ là gì, data một chứng tỏ là dữ liệu chúng ta đã cập nhật nó thành công đúng chưa, đó bây giờ anh sẽ nạp vào đó này, đó, set set kiểu in là set kiểu dữ liệu in số 1, nghĩa là khi mà nạp xong á là cái trường dữ liệu này á là bằng số 1, đường có nó có tự sinh một cái trường data số 1 á là chứng tỏ là chúng ta đã cập nhật cái dữ liệu lên file bay thành công nha, vậy thôi.
MQL coi thứ đó ha, không cần mở tự động lên đó. Anh như vậy đã cập nhật dữ liệu lên phải thành công đúng chưa? Đó. Anh bây giờ chúng ta đây là chúng ta cập nhật, ở đây là chúng ta cập nhật giá trị số 1, bây giờ mình cũng không có thấy được cái sự thay đổi của nó đúng không? Bây giờ mình sửa số 1 thành một cái giá trị random đi ha. Dù là một đến 100 nhân hàng đúng không đó. Mình coi khi mà mình sẽ coi được cái giá trị của nó đúng chưa? Mình nạp vào mình sẽ thấy là gì? Nó chỉ cập nhật liên tục, thay đổi liên tục, mình nhìn mình thấy là gì ha? Chứ còn số 1 nhìn vào đây là chúng ta đã biết là dữ liệu nó đã lên rồi nhưng mà nhìn nó cũng chưa trực quan lắm. Thì bây giờ anh sửa giá trị số 1 này á, là bằng một cái giá trị thay đổi từ không từ khoảng từ bao nhiêu, từ khoảng đến 100 thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn nữa đúng chưa. Tiếp theo là gì để nạp, nói chung là cái này nạp hơi lâu hơi ngán thôi chứ thật sự là gì nó cũng chẳng có gì ở đây ha. Ok, đang nạp thêm rồi ha. Rồi nó khởi động lên ha. Khi nó khởi động lên thì cái giá trị vô này thì nó sẽ thay đổi ha. Đó, ha, chị thay đổi liên tục. Như vậy đã cập nhật giá trị lên thành công đúng chưa? Ok, đây là chúng ta cập nhật cái giá trị theo kiểu gì? Kiểu số nguyên đúng chưa? Bây giờ nếu như mà chúng ta muốn làm gì? Bây giờ không thể nào mà cập nhật liên tục thế này đúng không? Nó lại phiền. Mình cho nó một cái biến thời gian khoảng một, cho nó khoảng có một thời gian là 1 giây mình cập nhật một lần ha. Thì mình làm sao? Thì nói chung là mình ưu tiên các cái chương trình để cho cái chương trình của mình nó chạy liên tục chứ nó không có delay, thì mình dùng cái hàm mili giây ha, cái báo biến inside bây giờ salon cho cái biến t1 của mình là bằng không nha, mình đó cứ 1 giây là cập nhật một lần đúng không, if gì mili giây đúng chưa, từ t1 lớn 1.000, 1.000 mili giây chính là 1 giây đúng chưa, đó mình dán t1 của mình là bằng mili giây đúng chưa, đó ok. Thì bây giờ ở đây là chúng ta cập nhật cái gì, kiểu số nguyên đúng không, đó là kiểu số nguyên đó. Cái này là gì đây, cái này là sự ok số nguyên đúng không, đây là kiểu số nguyên đó, là kiểu số nguyên đúng chưa, kiểu số nguyên đó, kiểu số nguyên đúng không, int đúng không đó. Bây giờ chúng ta muốn cập nhật theo kiểu float làm sao đúng không, copy cái này ta sửa lại đúng không, bỏ một giây cập nhật một lần đúng không, set float ok đúng không, float thì ở đây mình ghi sửa mình ghi ra là 1.25 ha, ví dụ như vậy ha, mình nạp vào cứ 1 giây nó nhập, cứ cái 1 giây là nó sẽ cập nhật một lần. Các bạn muốn là random plot sao các bạn nghiên cứu thêm nha, anh chỉ các bạn đơn giản thôi đó. Còn đi cái sửa bây giờ mình muốn string đúng không, đó đây là kiểu, đây là lệnh gì cập nhật theo kiểu, là gì cập nhật theo kiểu ở đây là kiểu string đúng chưa, đó kiểu kiểu plot đúng không, đó tiếp theo là gì đây, nếu mà chúng ta muốn cái gì, nếu mà chúng ta muốn thì cập nhật theo chuỗi đúng không, kiểu chuỗi làm gì đây thì set ra set string đúng chưa, đó, như vậy là những cái như thế này là đủ rồi. Set string ở đây giờ bộ ghi là gì đây, tên của anh chẳng hạn đúng chưa, đó ok. Thấy cái việc mà làm một cái ứng dụng IoT để mà làm chơi ở mức độ mà trải nghiệm cho vui thì nó cũng rất là dễ dàng đúng không, mà thấy chưa, đợi để cập nhật cái gì phải đó là 1.25 là chưa. Ok, bây giờ mình cập nhật theo kiểu string đúng không, Trần Nam Hải lên thử ha, ok cho nó đẹp coi, nó có một vài cái kỹ năng nâng cao nữa, cú pháp nâng cao nữa ha, thì các bạn tìm hiểu thêm sau khi mình có được cái cơ bản rồi thì mình tìm hiểu thêm những thứ khác nữa. Đấy, thành công đúng không? Đợi nó cập nhật ha. Như vậy là chúng ta đã cập nhật dữ liệu lên server thành công đúng không? Bây giờ mình tiến hành lấy về đúng không? Bây giờ giả sử bây giờ mình tiến hành mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy về đúng không nào? Thì bây giờ anh sẽ tiếp tục đó đúng không?
như vậy kiểu dữ liệu để cập nhật thành công đúng chưa? Ok rồi, thì bây giờ mình lấy dữ liệu về thì mình dùng cái hàm gì? Mình lấy về thì mình dùng hàm get nha, mình dùng cái hàm là hàm get đúng không? Đây ha, đó. Chỉ bên cập nhật dữ liệu 1 giây mình lấy về mà ha, bây giờ đang vậy 1 giây mình lấy về. Cái chủ giả sử bây giờ ở đây mình đặt cho nó là kiểu gì đây? Là kiểu in ha, cho nó đơn giản. Thì thích kiểu này tùy các bạn thôi, không có vấn đề gì hết ha. Rồi, giả sử bây giờ ở đây đúng không? Mình sẽ gửi set cho nó một cái giá trị gì đây? Đó, giả sử bây giờ mà đầu tiên là mình không có lấy, mình cứ nhận về đúng không? Chia đi mình nhận giá trị về đúng không? Mình get. Đây là cú pháp lấy dữ liệu về, mình lấy từ trường data đúng chưa? Mình đang đang là get in thì mình lấy cái kiểu in đúng không? Tương tự nó get string, get float giống nhau thôi. Bây giờ mình đặt cái số là số 23 chẳng hạn, 12 chẳng hạn đúng không? Mình lấy cái path này thì trường người ta là data đúng chưa? Sau dấu sẹt này data đúng không? Từ này xuống bây giờ, sẹt xuống, sau dấu sẹt ở đó tới đây. Mình có thể biết đường dẫn nó thì mình click vào cái trường data này thấy chưa? 12 coi. Thành bị dính lúc này á, để nạp có là được ha. Khai báo một cái biến đúng chưa? Giờ sẽ bây giờ anh khai báo một cái biến ở đây là gì đây? Cái biến data chẳng hạn, khai báo một kiểu đơn giản nhất, mình cho kiểu gì? Kiểu by data dù khai báo báo biến x ha. Đó. Mình không nha. Bây giờ mình ở đây mình gọi lại biến x ha. Đó, kiểu dữ liệu data đó chưa? Đó thì bây giờ mình in giá trị ra. Ok, kiểu bay thì cái tiền của kiểu bay nó chỉ từ là 0 tới 255 thôi, cho nên mình thử nghiệm thì mình thử mình nạp vào nha. Tại kiểu bay biết này mà đặt nó là kiểu bay trong cái này nó chỉ có giá trị là từ 0 đến 255, cho nên lúc mình test thì mình nhập nó có 255 thôi nha. Đó. Tương tự với get string, nếu mà get string thì làm sao? Thì chúng ta khai báo là cái biến string đúng không? Get float thì khai báo kiếm biến float thôi. Đúng mà. Đang nạp thì sửa lại ha, sửa lên số 1 đi ha. Đó ha. Số này là kiểu số rồi ha, bây giờ mình chạy ha, rồi mình sửa này. Bên đây ha, rồi đây mình nhìn đây. Anh sửa bây giờ anh sửa này nha, để nó chạy cái để nó lên cái IP thành công là bây giờ anh mới thay đổi ha. Số 1 đây sửa bây giờ anh sửa lên số máy lại đây. Số 2 thì nó về số 2 thấy chưa? Đó, số 3, số 4 gì số 4 ha. Đó. 255 thấy chưa? Đó nó để nó ra 255 đúng không? Đây 256 thôi nha. Đó. 256 ở đâu là nó về không, tại vì giá trị cứ ba chỉ 255 thôi. Ví dụ như vậy là một cái hình thức về cái kiểu mà chúng ta cái giá trị cái giới hạn của cái biến. Rồi thì bây giờ ha, tương tự cái kiểu float hay là kiểu string nó giống nhau thôi. Chúng ta khai biến báo cái kiểu gì đó cú pháp giống nhau, thì bây giờ mình sẽ làm một cái ứng dụng, mình sẽ bật tắt đèn đúng không, bằng cái server này. Đây các bạn thấy là gì, nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ anh sẽ khai báo một cái đèn, anh dùng cái đèn onboard ở trong cái board này. Có một cái đèn có sẵn đúng không? Đó thì bây giờ anh khai báo tôi cái đèn này chân số 2. Bài đèn ha, mình khai báo gì? Define cũng được ha. Define. Khai báo cái đèn mà define cũng được không vấn đề gì nha. Rồi. Anh copy vậy nha, tôi đèn đi ha. Đèn led đi ha, led cho nó chân số 2 đúng không? Đó. Thì tất nhiên nó led là tín hiệu ngõ gì, ngõ ra mình phải khai báo pin mode cho nó. Nếu như mình không khai báo pin mode nó sẽ không chạy được đúng nha. Đó. Led. Ok. À bút đúng chưa đó, mà định vào mà cho led tắt đúng không? Digital write led số 0. Ok đúng chưa đó. Thì bây giờ mình sẽ giả sử bây giờ đúng không, khi mà nhận giá trị về đúng không, giả sử bây giờ mình ghép giá trị về đây đó, mình ghép giá trị về nếu gì đây đúng không, nếu như gì đây, nếu như mà x bằng mấy, x bằng 1 thì làm gì? Bật đèn đúng chưa, x bằng 1 thì bật đèn ví dụ ha, thì bật đèn thì làm gì? Bật đèn đúng không? Bằng 1 thì cho đèn sáng lên. Bằng 1 thì cho đèn sáng lên đúng chưa? Đó. Ok, in ra cái chữ đèn sáng chẳng hạn đúng không? Bằng 1 đèn sáng số 1 đúng chưa? Đó. Đèn vô gì in chữ gì sáng? Đèn sáng à. Ok. Ngược lại đúng không? Ngược ngược lại là ngược lại của bằng 1 chứ nó gì khác 1 đúng chưa? Đó thì làm tức đèn gì đây? Đèn tắt đúng chưa? Đèn tắt. Ok. Anh không. Ctrl T nạp code lại ha. Rồi, trải nghiệm.
Đây là cái xe giờ bây giờ ha, là để nó chạy ha, nạp phải lâu một tí. Rồi mở lên nha, đây ha, đây ha, đó ha, à, mặc định vào mở lên ha, đây thấy là gì, đây có nó ha, đợi xíu. Đèn tắt tại vì cái số 2256 này khác không khác một đúng chưa? Đúng chưa? Khác một phải là bằng không nha, lưu ý nha. Khác một là khác số 1 thôi chứ không phải là cứ khác một là không nha, nhầm đừng nhầm lẫn nha. Bây giờ số 1 thấy à? Thì đèn sẽ là gì? Đèn sáng đúng không? Anh số 2 gì đây? Đèn. Đèn tắt hết chưa? Đó ha, ở đây anh bị được rồi. Xong nếu bằng một đèn sáng đó chưa? Đó bằng một đèn sáng, được rồi. Lại nha, được rồi. Bằng một coi, đèn sáng đúng chưa, bằng gì, bằng không, đèn tắt ha, đó như vậy là mình lại thấy là gì đây ha, như vậy chúng ta sẽ thấy là gì đây, đó là mình đã làm gì, mình đã gì điều khiển được cái thiết bị điện rồi, à, điều chúng ta có thể là điều khiển được cái thiết bị điện đúng không, đó à, khai báo IO điều khiển ha. Rất là đơn giản, người ta kết hợp vào cái nút nhấn, kết hợp vào trong cái cảm biến, họ đọc giá trị cảm biến gửi lên đúng không, rồi gì mình kết hợp với truyền thông các kiểu truyền thông khác để mình thực hiện một cái ứng dụng IoT của mình. À, bây giờ các bạn viết một cái web, một cái app gì đó để chúng ta truy vấn vào cái trường data này đúng không, cái phần cứng của mình thì lên lấy về, khi mà mình dùng cái phần mềm mình truy xuất vào cái database này, cái phần cứng nó cũng truy xuất database này đúng không. À, mỗi bên thì làm việc với nhau thông qua cái database này, như thế này là người ta gọi là IoT nha. Đó rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Anh sẽ để code cho các bạn tham khảo nha. Rồi, bye bye.